Trời ơi khói kìa. Từ từ ha, và mấy anh mới tiến hành cẩu xe lên nữa ha. Nói chung là chiếc xe hồi sớm đã cẩu lên được nè các bạn. Chỉ là cái đây là cái phần đầu cabin mà hồi sớm anh đã cẩu lên một cái thùng rồi đó, anh đã cắt ra. Xin chào các bạn, chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay ngày 20 tháng 9, mình sẽ tiếp tục cập nhật cái tình hình mới nhất để gửi đến các bạn cũng như là mọi người cùng xem ha. Thì mình cũng không có nhắc lại cái vụ việc nữa ha. Thì mình cũng không làm mất thời gian các bạn nữa. Thì trên nhỏ các bạn và mọi người đang xem thì hai chiếc xe cẩu nè. Thì cái video trước đó thì mình cũng có quay hai chiếc xe cẩu ha, nhưng mà hồi sớm là cẩu được một cái chiếc xe tải rồi các bạn. Còn như bây giờ thì anh cũng đang miệt mài mà làm việc. Thì hiện tại thì trời nó cũng đang mưa các bạn, thì nói chung là nó cũng hơi tối. Thì mong là các bạn cô chú anh chị xem không rõ thì cũng thông cảm giúp mình nha. Thì mình sẽ cố gắng để cập nhật cái tình hình mới nhất để gửi đến mọi người xem nha. Thì không biết là anh sẽ cẩu cái gì tiếp theo, mình cũng không biết nữa các bạn. Thì mình cũng xin nhắc lại ha. Thì cho đến thời điểm hiện tại ngày 20 tháng 9 thì đã tìm được hai người, còn 6 người nữa ha. Và mấy anh cũng đang miệt mài và tìm kiếm và lặn ha. Thì có những người nhà của nạn nhân ha các bạn, người ta lại cây cầu này, góc cầu, dưới dốc cầu á, người ta cúng kiến gì đó ha. Nói chung là làm cái lễ gì đó. Mình nói chung là trên YouTube mình có tiện nói ra hay không thì mong các bạn cũng như là cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho mình nha. Mình sợ nó có vi phạm gì không mình cũng không biết nữa. Anh trang bị hai xe cẩu hàng nặng để mà cẩu lên này các bạn. Thì cái video trước đó thì nói chung là anh cẩu một chiếc xe lên, nói chung là cũng khá là khó khăn, mặc dù anh đã trang bị cho mình hai cẩu hàng nặng rồi á. Không biết là ở phía bên trong còn xe hay không, người hay không thì mình cũng không biết nữa các bạn. Nói chung là mình sẽ luôn ở hiện trường 24/24 để liên tục cập nhật cái tình hình mới nhất cho các bạn cũng như là mọi người cùng xem. Chung mình là người miền Tây, mình ra đây các bạn, nói chung mình ra đây cũng 4 hôm rồi, nhưng mà hai hôm mình cũng đã bệnh rồi. Nói chung là hôm nay cũng vậy, cái giọng mình nó nghe không rõ. Thì mong là các bạn cũng như là mọi người xem thì cũng chịu đựng và thông cảm giúp mình nha. Tại vì thời tiết ở nơi đây mình cũng không có quen đó các bạn. Thì mấy anh đang tiến hành tiếp tục để mà cắt những cái thành cầu ra để mà cẩu lên ha. Thì làm ở đây có một đội, nói chung là mấy anh đang tiến hành cái này là tiến hành lắp cầu phao. Thì hôm qua anh cũng đã cho thử nghiệm rồi, hôm nay anh cũng tiến hành nữa các bạn. Và có một đội nữa thì sẽ tìm những cái nạn nhân còn lại. Thì cách đây đâu đó tầm khoảng 5 hoặc đến 7 cây số tận ở phía dưới đó các bạn. Nói chung là mình cũng có nghe cái thông tin là tìm được một người nữa, nhưng mà cái thông tin này thì mình chưa có chính xác nên mình cũng có không có đề cập tới ha. Khi nào mình có thông tin chính xác thì mình sẽ cập nhật cái tình hình cho các bạn cũng như là mọi người biết hơn ha. Rồi trở lại cái cầu đi, thì anh đang tiến hành cắt
còn ở phía trên bờ cắt xong thì sẽ cẩu lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái diễn biến mấy anh lắp cầu phao nha. Thì bây giờ là mình thấy mấy anh đang di chuyển cái cầu phao đi ra tận giữa sông. Trời ơi khói kìa. Không biết là mấy anh đem ra để mà thử cái lượng nước nó sẽ chảy như thế nào hay là sao đây mình cũng chưa biết nữa các bạn. Tại vì hôm qua anh cũng đã thử rồi. Không biết là bữa nay anh có cố định hay không hay là anh tiếp tục đem ra thử ha. Bây giờ mình đã tiếp cận gần hơn để quay cho mọi người xem nó sẽ rõ hơn. Bây giờ là đang đi ngược nước đó các bạn. Không biết là đến điểm mà mấy anh để thả neo chưa. Nói chung là có nhiều bạn nói là bắt cầu phao nó sẽ nhanh mà sao tiến độ của mấy anh làm lâu. Thật chắc là mấy anh cũng muốn nhanh đó các bạn, chứ không phải là không muốn đâu. Nhưng có cái là tại vì mặt nước ở đây nó đang chảy xiết, với lại bắt cầu phao á, thời chiến á, thì mấy anh sẽ nhanh gọn lẹ ha. Còn như bây giờ thì để phục vụ cho bà con á, với lại xe đi qua lại cái cầu này á, thì mấy anh cần phải gia cố, nói chung là phải đo độ mặt nước chảy rồi này kia, với lại làm hai bên thành cầu cho nó gia cố nó chắc chắn các bạn, để mà sửa lại, để mà xây cây cầu mới lại ha, thì mất tầm khoảng 2 năm. Nên mọi việc mấy anh đặt an toàn là trên hết ha, chứ không phải dễ dàng đâu các bạn ơi. Các bạn xem qua anh nhỏ thì xem qua những cái video á, là hồi thời chiến á, thì chắc chắn á, là các bạn mấy anh sẽ là bắt cầu phao nhanh thôi các bạn, trong vòng 15 phút là sẽ nhanh cái cầu phao thôi. Rồi so bây giờ thì phục vụ bà con á, với lại người dân á, thì mấy anh cần phải an toàn tuyệt đối các bạn. Các bạn có thể xem mặt nước hiện tại nó đang chảy nè. Đây để mình zoom dần cho các bạn xem mặt nước nó chảy nè. Mấy anh đang canh, nói chung là cân đo đong đếm để mà thả neo. Mấy anh đã thả neo rồi các bạn. Mình treo mấy cái can nữa nè. Nước nó chảy này, các bạn xem có thể nhìn thấy nè. Việc tiến hành mà bắt cầu phao á, cầu tạm các bạn, không hề là đơn giản ha.
mà hãy tiếp tục ủi lên. Nói chung để mà lắp được một cây cầu phao á các bạn, tất cả cái công đoạn nào cũng đều là quan trọng, kể cả khâu chuẩn bị luôn ha, và những cái khâu test thử luôn các bạn. Giờ mấy anh lại tiếp tục canh nước để thả neo hay sao này các bạn ơi. Thì hôm nay là ngày thứ hai mấy anh thử nghiệm ha. Không biết là mấy anh sẽ làm gì tiếp theo đây. Phía trên bờ thì xe đá với lại xe cuốc liên tục miệt mài để mà làm việc, tiếp tục đổ đá để gia cố cái bờ cho nó chắc chắn hơn các bạn, để mọi việc nó sẽ tiến hành nhanh hơn ha, để cho bà con đi lại nơi đây đi lại một. Còn bây giờ thì mình thấy thì mấy anh đang tiến dần 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 vào bờ rồi các bạn. Thì nói chung là mấy anh cùng bây giờ là mình sẽ trở lại cái vị trí cầu sập ha. Và bây giờ là mấy anh đang tiến hành cẩu lên một thêm một cái lan can cầu nữa các bạn. Thì nói chung á là mấy anh sẽ làm cắt từ từ ha, và lấy những cái lan can ở phía bên dưới nè, nhỏ như thế này cẩu lên từ từ ha, và mấy anh mới tiến hành cẩu xe lên nữa ha. Nói chung là chiếc xe hồi sớm đã cẩu lên được nè các bạn, chỉ là cái thùng ở phía sau thôi, còn cái cabin ở phía trước thì hiện tại nó còn đang ở phía kẹt ở phía bên dưới cầu á. Thì mình sẽ luôn ở hiện trường để cập nhật cái tình hình mới nhất để gửi đến các bạn cũng như là mọi người xem. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái diễn biến mới nhất. Đã cẩu lên được tới bờ rồi các bạn. Gạt kênh nó dính cái tờ lưa tùm lum luôn. Bây giờ là mấy anh đang tiến hành tời neo lên các bạn.
bạn có thể xem được cái lượng nước ở phía dưới nó chảy nè. Trở lại với nơi bắt cầu phao nha. Thì sớm mình thấy ảnh đã vô bờ và trời neo lên, bây giờ tiếp tục ảnh lại ủi ga nữa rồi. Các bạn có thể xem này, mặt nước nó sẽ chảy xiết như thế này nè. Không thể nào mà việc bắt cầu phao mà nó diễn ra mà đơn giản đâu các bạn ơi. Mặc dù mấy anh cũng đang nỗ lực từng ngày ha. Đang tời neo lên. Còn phía bên kia thì tiếp tục bỏ neo kìa. Trời thì hiện tại thì cũng đang mưa luôn các bạn ơi, nhưng mà hiện tại thì mới lác đác thôi, chưa mưa lớn nên mình ngồi đây quay được ha. Mưa lớn thì chắc mình không có ngồi đây quay được. Hai anh thay phiên nhau mà tời neo các bạn. Mặt nước chảy xiết quá. Máy ở sau thì hỗ trợ ủi. Anh bên kia thì đang chuẩn bị neo. Khi mà chỉ huy ra lệnh thì sẽ cho hạ neo. Mặc dù là trời cũng đang mưa nên mấy anh đang tích cực miệt mài mà làm việc các bạn. Thì qua cái video này thì mình cũng xin chúc mấy anh là thật nhiều sức khỏe để nhanh chóng để mà làm hoàn thành cái công việc của mình ha. Neo bên kia đã được thả xuống rồi. Một phần cầu neo đã được neo và gia cố nơi mà mấy anh muốn đặt cầu các bạn. Bây giờ cầu neo đã ổn định rồi đó. Mình nói lộn các bạn, cầu phao ha. Thì qua cái video này thì mình có nói gì đó sai sót, tại vì mình cũng không rành các bạn. Sai sót thì mong các bạn cũng như là cô chú anh chị thông cảm bỏ qua giúp mình nha. Đang thả neo cho trôi xuống các bạn. Vậy là chưa đúng vị trí nữa. Đây thì hiện tại mình đang đứng ở dưới chân cầu.
Phong Châu ha, và mình sẽ quay cho các bạn xem hình ảnh thực tế nhất. Thì trời hiện tại đang mưa mà hiện tại thì đang nặng hột luôn các bạn đó, thì mấy anh đang tích cực miệt mài mà làm việc không ngại mưa gió luôn ha. Đây là hình ảnh trực tiếp tại hiện trường và thực tế nhất nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ trở lại cái vị trí mình đang đứng nha. Mình sẽ zoom gần lại cho các bạn xem, có thể thấy tưởng tượng lại góc máy của mình nó zoom xa cỡ nào, và khi mà mình zoom hết cỡ thì nó sẽ bể màn hình nữa các bạn. Đây, đây là vị trí mình đang đứng ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ trở lại. Hiện tại thì mấy anh đang vô núp mưa rồi. Còn đây, bây giờ là mình sẽ trở lại nơi mà mấy anh sẽ tìm để mà cẩu xe lên ha. Thì ở phía bên trên bờ thì mấy anh bộ đội với lại bên bộ quốc phòng với lại bên nói chung là quản lý không ngại mưa gió để mà đứng trực tiếp tại hiện trường luôn nè các bạn. Ở mưa thì càng ngày càng nặng hột rồi. Còn ở đây thì mấy anh đang vẫn tiếp tục miệt mài làm việc dưới trời đang mưa. Và hiện tại thì mình thấy thì mấy anh đang dần dần vào bên bờ, bờ bên đó là bờ Tam Nông nha. Bây giờ mình sẽ quay lại cái diễn biến của cây cầu cho mọi người xem. Thì mưa bây giờ nó cũng giảm đi nhiều rồi, không còn nặng hạt như hồi nãy nữa ha. Thì mình thấy hai chiếc cẩu đang hoạt động, chiếc màu vàng với lại chiếc màu đỏ đang cẩu cái vật gì lên nữa thì mình cũng chưa thấy nữa. Thì hồi sớm thì có cẩu lên một chiếc xe ha, mình cũng có đăng video trước đó rồi. Mọi người ai mà chưa xem thì có thể là xem lại cái video đó. Mình nghĩ là chắc hiện tại chắc anh đang cẩu cái cabin của chiếc xe lên hay sao á, mình cũng chưa thấy nên mình cũng chỉ là suy đoán thôi chứ cũng chưa chắc chắn lắm. Khi nào mình thấy thì mới chắc chắn ha. Để mình zoom gần tí xíu cho mọi người xem là ảnh đang cẩu cái gì ha. Thì sớm giờ ảnh cẩu những cái lan can cầu và cẩu được một chiếc xe tải mà cẩu chiếc cái thùng sau thôi. Còn trên bờ thì mấy anh luôn túc trực để mà chỉ đạo nè. Giờ mấy anh đang dùng lo để mà ra tín hiệu cho mấy anh ở phía bên dưới đi xa nơi vị trí mà đang định cẩu. Cẩu bây giờ đã kéo lên rồi nè, đã rút lên. Gục lên rồi các bạn, tiếng máy thì cũng đã nặng hơn rồi nè. Bây giờ là cẩu đã di chuyển cẩu lên này các bạn, không biết là giặt gì ha.
Nói chung nó còn vướng ở dưới. Hiện tại thì có mấy anh ở dưới đang xử lý bên dưới các bạn, nhưng mà mình cũng không biết là gì. Mình cũng đang nóng lòng và chờ đợi không biết là anh sẽ cẩu lên cái gì tiếp theo các bạn. Nói chung là mọi người mà yêu mến mình thì nhớ theo dõi hết cái video này cùng mình nha. Với lại mình là người miền Tây ra đây, nói chung là khí hậu với lại thời tiết ở nơi đây á thì mình cũng chưa quen các bạn, nên hôm nay mình bị cảm nên cái giọng mình nó khó nghe một tí xíu, thì mong là cô chú anh chị xem thì cũng thông cảm giúp mình nha. Đây các bạn ơi, bây giờ là tới phần đầu cabin ha. Thật là nhìn cái cảnh này là mình thấy xót luôn á các bạn. Thì mình thay mặt người miền Tây xin chia buồn cùng gia đình ha. Thật là quá xót các bạn ạ. Đây là cái phần đầu cabin mà hồi sớm anh đã cẩu lên một cái thùng rồi đó, anh đã cắt ra. Không biết là còn người trong đó hay không các bạn ơi, mình khá là sót. Có người trong đó. Nè, để họ chở lên em trên coi. Để mời một tí nữa mình sẽ, nói chung là cái góc quay nó sẽ rõ hơn để mình xem có người hay không, bên trong hay không ha. Bây giờ là nó hạ xuống lại, hình như anh đó có cái chuyển biến gì rồi, ảnh đang điện người rồi. Hạ xuống lại rồi. Thì hồi nãy mình có quay cái đoạn phim các bạn, nhưng mà không thấy rõ. Hiện tại thì có người ở bên trong cabin luôn các bạn. Tại vì người, nói chung là bạn của anh tài xế bên trong á, ảnh mới chia sẻ với mình là ở bên kia đã thấy anh tài xế đang ngồi bên trong. Tại vì vấn đề là lúc ảnh chạy thì ảnh sẽ thắt dây an toàn. Bây giờ là cabin đã hạ xuống rồi các bạn. Cái này là thông tin chính xác nhất mà mình cập nhật được. Bây giờ là hiện tại thì đang hạ cái đầu xe xuống rồi. Cái này là thông tin chính xác nhất nha các bạn. Từ anh hồi nãy góc máy, hồi nãy mình quay, mình nói chung là mình không thấy rõ, nhưng mà mình cũng mới chỉ là suy đoán thôi. Nhưng mà anh tài xế anh chia sẻ, không phải là anh tài xế, anh mình nói lộn, là bạn của anh tài xế anh chạy. Anh chạy trước ha, cách đây 10 phút. Và ảnh xác định là ở với phía bên kia có người thân hay là người nhà điện là báo là hiện tại trong đó là có người. Cái này là thông tin chính xác mình cập nhật được nha các bạn. Bây giờ mình cũng không biết sao đây. Thật sự là chia buồn cùng gia đình các bạn và nạn nhân ha. Mình cũng không biết sao mà nhìn thấy cảnh này mình xót quá các bạn. Anh bạn của anh tài xế mà hiện tại đang bị mắc kẹt ở trong cabin đó các bạn, anh mới chia sẻ với mình là anh nói là anh sinh năm 86 ha. Và mình cũng xin cập nhật lại cho các bạn cũng như là cô chú anh chị mình hiện tại đang quan tâm. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì tìm được
hai người và bây giờ trong cabin đã tìm thấy thêm một người nữa. Người đó là sinh năm 86, đồng nghiệp với anh gần mình. Anh mới chia sẻ với mình, anh sinh năm 86, năm nay chắc cũng 39 tuổi các bạn. Đã tìm thấy rồi, bây giờ hiện tại thì chắc mình nghĩ là một tiếng nữa đây thì Poppy sẽ vào cuộc đây. Mấy anh đang nghe tin là mấy anh đã đi qua nè các bạn. Thông tin này là chính xác nhất nha, mình không có sao chép hay là dựng phim. Nói chung là những cái tình huống như thế này thì mình cũng không có câu view câu like gì đâu các bạn ạ. Thật sự mình sót thật. Rồi mấy anh sẽ ngừng hoạt động để cho mấy anh bên đội pháp y với lại kia tiến hành vào cuộc các bạn. Rồi mình xem có gì mới mình sẽ liên tục cập nhật tình hình cho các bạn mọi người xem. Thì hiện tại trời cũng đang mưa khá là to này các bạn. Mình hiện tại thì đứng ở dưới chân cầu ha. Thì mình cũng xin nhập lại cái thông tin cho chính xác hơn. Cho đến thời điểm hiện tại thì đã tìm được 3 người ha. Thì hiện tại ở phía bên trong cabin này thì còn đã tìm thấy một anh tài xế. Với lại thì hồi này sớm cẩu lên cái đầu cabin lên thì đã thấy các bạn. Nhưng mà bây giờ là hiện tại là đang đợi người nhà ở lại bên pháp y lại ha, mấy anh mới đang tiến hành. Mà trời thì hiện tại đang mưa thì mình cũng không có tiếp tục quay được, thì mong mọi người cũng thông cảm giúp mình nha. Đây, để mình quay cái bầu trời cho các bạn mọi người xem nè. Đó, thì cái thông tin này là thông tin chính xác mà mình đang có mặt tại hiện trường mà để quay những cái thước phim thật nhất cho các bạn như là mọi người cùng xem. Thì cái anh tài xế này là anh 39 tuổi các bạn ha. Rồi cho đến thời điểm hiện tại là đã tìm thấy 3 người ha. Qua cái video này thì mình cũng xin chia buồn cùng gia đình anh tài xế ha. Rồi có lẽ cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây luôn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình sẽ luôn cập nhật cái tình hình mới nhất để gửi đến các bạn cũng như là mọi người cùng xem đang quan tâm tới cầu Phong Châu này ha.